Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng con tự do tài chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Là cha mẹ, chúng ta ai cũng muốn con cái thành công trong học tập, công việc và đặc biệt là vấn đề tài chính. Tiền bạc không phải là tất cả, nhưng nó cho con người ta sự tự do và thoải mái. Thoải mái khi được ăn những món ăn ngon, được ở trong một ngôi nhà khang trang đầy đủ tiện nghi. Tự do được đi du lịch ở những nơi mình thích và được làm những công việc mình đam mê mà không bị ràng buộc bởi tiền bạc. Tuy nhiên, sự thật đau lòng là hầu hết chúng ta lại không có được những điều trên. Những gì đang thực sự diễn ra trong xã hội? Nhìn thẳng vào sự thật và những vấn đề luôn là bước đầu tiên vô cùng quan trọng để bước tới hành trình thành công. Dưới đây có phải là câu chuyện cuộc đời của hầu hết chúng ta? Giai đoạn dưới 17 tuổi, chăm chỉ học tập ở trường lớp những kiến thức văn hóa như toán, lý hóa, Anh, sử địa, để rồi bước vào ngưỡng cửa đại học với tâm lý không biết mình muốn làm gì, không biết mình thích học gì. Chọn trường trong giai đoạn này chủ yếu là do cha mẹ quyết định hoặc đơn giản vì nghe rằng công việc ấy sau này sẽ kiếm được nhiều tiền. Giai đoạn từ 18 tới 22 tuổi là 4 năm trên giảng đường đại học, tiếp tục vượt qua các kỳ thi và các môn học, thậm chí chúng ta còn chẳng nhớ gì sau khi thi. Sau này tốt nghiệp, một số người tìm được ngành nghề mình thực sự ưa thích, còn phần đông còn lại sẽ lại tiếp tục đặt câu hỏi, mình muốn gì, làm sao có thể kiếm nhiều tiền. Giai đoạn 22 tới 30 tuổi, một số người tìm được thứ mình muốn làm và trở nên giỏi, có thu nhập tốt. Một số khác thì vẫn lại tiếp tục loay hoay đi tìm. Giai đoạn này còn là giai đoạn hầu hết mọi người kết hôn và sinh con, từ đây phát sinh nhiều khoản chi phí. Điểm chung là hầu hết mọi người bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, ráo mồ hôi là hết tiền cho tới tận cuối đời. Đáng buồn là không hiếm những trường hợp thu nhập từ 30 tới 50 triệu đồng một tháng vẫn vướng vào nợ nần vì chi tiêu quá những gì kiếm được. Bước đầu tiên và luôn cần thiết trong việc xây dựng và duy trì sự thịnh vượng của một quốc gia cũng như một con người nằm ở phần chi ít hơn thu. Vấn đề của nhiều người rơi vào bẫy cơm áo gạo tiền là luôn có nhiều khoản chi hơn các khoản thu, hoặc có những người chi tiêu quá nhiều cho những thứ không cần thiết, cho những sự muốn nhiều hơn cho sự cần. Nguyên nhân đến từ 10 chữ: thiếu kiến thức và kỹ năng quản lý tiền bạc. Không ai có thể phủ nhận rằng quản lý tiền bạc là một điều quan trọng để giúp một người có thể có cuộc sống tốt hơn. Học tập chăm chỉ là để trang bị kiến thức hành trang vào đời, để có thể dùng những kiến thức và kỹ năng đó kiếm tiền, lo cho bản thân và gia đình một cuộc sống tốt. Thế nhưng, những môn học chúng ta học từ bé đến lớn lại chẳng hề có môn học nào dạy về quản lý tiền bạc. Việc giáo dục tài chính trong gia đình lại không thường xuyên và mang tính bộc phát. Vấn đề chính của chúng ta là không được giáo dục về tài chính khi còn bé và trong cả quá trình trưởng thành. Vậy điều chúng ta nên làm là gì? Muốn giỏi việc gì, phải làm việc đó đủ nhiều, đủ lâu và phải đúng phương pháp. Hãy dạy trẻ về tài chính đúng phương pháp càng sớm càng tốt. Warren Buffett đã tách lẻ từng lon coca để đem bán ăn chênh lệch khi mới 5 tuổi vì ông ám ảnh nhà quá khó khăn trong giai đoạn đại suy thoái năm 1930. Sau này lên 8 tuổi, ông kinh doanh máy chơi trò chơi ở tiệm cắt tóc. 14 tuổi, ông đã sở hữu hàng mẫu đất trang trại và thuê người trồng trọt. Buffett đã tự học về quản lý tài chính và kinh doanh từ khi còn rất nhỏ, và những điều này chắc chắn đã góp lên một phần không nhỏ vào sự thành công của nhà đầu tư, nhà kinh doanh lỗi lạc nhất thế kỷ 21. Hay một nhà đầu tư tỷ phú khác là Ray Dalio cũng được tiếp xúc với ngành tài chính chỉ khi 18 tuổi, và ông đã có đam mê tìm hiểu từ lúc đó. Chúng ta có thể thấy rất nhiều các tỷ phú, doanh nhân nổi tiếng khác có nguồn gốc là người Do Thái, một dân tộc luôn ưu tiên dạy trẻ về tiền bạc từ rất sớm, như ông chủ Facebook Mark Zuckerberg hay ông chủ tập đoàn truyền thông tài chính Bloomberg là Michael Bloomberg. Có thể nói rằng, làm đúng, làm đủ trong một thời gian dài chính là phương pháp để trở nên giỏi hơn ở bất cứ lĩnh vực nào.
Suy cho cùng, quản lý tài chính cũng là một kỹ năng và kiến thức như ở các môn toán lý hóa. Và để trẻ giỏi thì cần cho trẻ tiếp xúc và thực hành nhiều từ sớm. Một số kiến thức về tài chính mà cha mẹ có thể tham khảo để dạy trẻ. Thứ nhất đó là dạy trẻ nhận biết về tiền bạc và những thứ tiền bạc mang lại. Thứ hai là cho trẻ làm việc để trẻ biết được tiền đến từ lao động. Thứ ba là dạy trẻ về tiết kiệm và lập kế hoạch cho những dự định tương lai. Thứ tư là định hướng trẻ khám phá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để chọn nghề nghiệp phù hợp mang lại thu nhập và trải nghiệm kiếm tiền phù hợp. Thứ năm là dạy trẻ về các kênh đầu tư cũng như rủi ro tương ứng để trẻ hình dung về các hệ thống tài chính vận hành cũng như có tư duy điều phối tiền bạc. Anh chị và các bạn thân mến, chúng ta ai cũng hiểu rằng tiền bạc, tài chính là thứ gắn liền với sự tự do. Nhưng nghịch lý ở chỗ là chúng ta lại dành quá ít thời gian để học hỏi và thực hành về nó. Những cá nhân xuất sắc trên thế giới trong lĩnh vực tài chính là những người được tiếp cận và thực hành về tài chính từ sớm. Vì vậy, cho trẻ tiếp cận kiến thức tài chính từ sớm là tạo ra lợi thế cạnh tranh so với những bạn bè đồng trang lứa. Trang giấy trắng cần được vẽ một gam màu sáng. Đây cũng là lý do khóa AZ Talent được ra đời để giúp và đồng hành cùng cha mẹ Việt tiết kiệm khoảng thời gian và công sức trên chặng đường giáo dục bài bản, quy củ cho thế hệ tương lai của chúng ta trong vấn đề tài chính. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZ Fin đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.